Hello, chào bạn nhé. Nên ta sẽ cùng chào mừng một em bé thú cưỡi mới, Diệm Ma Long. Một con bé phải nói là cực kỳ mạnh đấy các bạn. Nên chúng ta sẽ săn và trải nghiệm sức mạnh của em nó. Con bé có thêm đồ. Giờ vòng nào cũng có đồ hết. Người đá là 700 miếng cương nha. Cho là số đá khúc đầu của mình trăm mấy đá là 1.000 đi. Các bạn săn lấy mấy cái đá lồng tinh đó là bằng đổi bet. Còn trong quá trình săn thì có thể là trúng bet đấy. À, khỏi cần đổi luôn á. Có mấy đợt mình săn á trúng bét luôn á, nhưng mà khúc cuối nó mới ra, gần đủ đá nó mới ra, biệt thiệt sự. Còn bạn anh hơn thì có thể là khúc đầu quay một hai cái là trúng bét luôn. Cái vòng nào cũng có tỷ lệ đó, sân xe đồ nó vẫn có đó. Các bạn lên group Cbiz Mobile các bạn thấy rất nhiều bạn khoe. Các bạn chơi game thì nên tham gia group để giao lưu học hỏi được nhiều, cũng như là kết thêm bạn bè. Cái group chính của Gen Switch Mobile bây giờ là Gen Switch Mobile tốc độ bộc lộ kỹ năng, quýt để link trên fanpage các bạn ạ. Group hai mấy nghìn người theo dõi, chứ có group trăm mấy 200.000 người mà như bị lỗi gì á hay là quýt bán đâu rồi nghỉ lắm, giờ còn cái group hai mấy nghìn nha. 1.350 đá là đổi được bét. Ok, đủ đá rồi nè các bạn. Đủ là nó thật tự thông báo đổi luôn á. Con gì mà lâu này còn nhỏ. Ok, vậy là còn 26.900. Là tốn tầm thêm đá hút đầu nữa là tầm 10.000 kim cương nhé các bạn, 2.500.000 á, mà cũng không tới 10.000 nữa, có 9.000 mấy à, 9.000 mấy kim cương á. Hồi mình săn hình như rẻ hơn so với mọi đợt mình săn bé thú cưỡi các bạn ạ. Tiếng hô bé lên nha các bạn. Ok, mic up rồi. Bạn cười gì mà chưa có. Ghê chưa. Nhưng mà xem nè. Ồ, này mới giữ nữa. Ngầu liền. Mà con này cái dạng thúc cưỡi nó, so với cái dạng cơ bản thì nó cũng không thay đổi qua là quá nhiều lắm. Mấy con bé kia với dạng cơ bản nó xíu á. Xong và dạng thức cưỡi to vậy. Tuyệt chiêu. Vọt lên lần 4 sau khi bắt đầu.
trong 52 giây, tốc độ tối đa cộng 9.7 km/h. Wow, một lượng tốc độ phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Một skill tốc độ nữa, khi vọt lên nhận ngay 3% tích nitro và thời gian vọt lên mỗi giây tự động nạp nitro 8%. Con bé phải gọi là skill là nghiêng về map B nhé các bạn. Mỗi bước đi của em nó là toát ra mùi tiền không đấy các bạn. Gì chưa? Đủ 4 lần bay chưa? Đây nè, 4 lần bay là skill cộng tốc nha. Nó chịu ra. Còn cái skill hồi nitro là vọt lên là có 3% nitro. Sau đó là hồi nitro 8% mỗi giây. Nó hồi nitro trong khúc đang bay thôi nha. Còn nếu mà bạn tiếp đất là nó hết hồi nitro. Để bay càng nhiều á, bay càng cao là nó hồi nitro càng nhiều, còn bay thấp nó hơi ít lắm. Vẫn còn skill boost tốc luôn các bạn. Vãi cả nồi. Con này không phải là best map ngắn đâu nha các bạn. Skill tận 52 giây mà. Nên con best map ngắn là như nửa O là boost 35 giây là lâu rồi đó. Con này nó boost 52 giây muốn hết cái map luôn rồi. Mà cái lượng tốc độ nó boost chờ là giờ chục km. Hôm nay tìm map đường trường nhưng vẫn dùng best này ngon nha. Tại khúc đầu nó có đồng bay á. Đợi phải thủ 4 lần là lên skill. Nè, cái này có đồng bay này. Đó, có skill đó. Boost gần chục km. Cái skill chính của nó là skill này đó. Nó làm nó mạnh đó. Còn skill hồi nitro là giúp nó mạnh thêm thôi. Riêng cái skill cộng chục km là đủ bá rồi ạ. Boost như này là ăn đứt mấy con bé đường trường như kể cả thiệt chặt luôn á. Bá vãi. Map B đa số là thống lĩnh map B không nói rồi. Không chạy qua map đường trường luôn, không ra luôn. Nên con bé này bây giờ là trùm meta đấy các bạn. Nó chỉ thua gọi là những cái map gọi là đường trường hết luôn á, hay là động bay từ giữa map, còn lại là căng hết mọi map ra các bạn. Hôm nay có cái đoạn bay cao này thì coi nó hồn trôi nhiều. Hồi nhanh thiệt chứ. Nếu mà bay đủ cao hồi nhiều thật. Chưa đâu, ra đây còn cái đoạn bay cao nữa. Rồi lẹ thật sự luôn á, 8% đi cho mỗi giây mà. À, với con bé này có một cái nữa là nếu mà map bay mà gọi là map dài quá như ngưu chuồng chẳng hạn á, các bạn sang nhập tỷ thần hổ nó vẫn ok nha. Như map nó dài dài như vậy. Còn map nào mà map B mà dài nữa ta? Long Môn hay thành phố cát thì mình thấy người ta vẫn dùng bét này nha. Con dùng bét này ngon hơn luôn nhập tỷ. À, với nếu mà bạn nào đủ yếu á thì cái map nó gọi là hơi dài tương đối thì sang nhập tỷ ok hơn. Yếu thì mấy bạn sẽ chạy rất là lâu. Con bé này nó boost nè, 5 mấy giây thôi. Nó tỷ nó sẽ boost lâu hơn. Ok, clip mình để đây thôi nha. Bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp bạn trong clip sau nhé. Bye bye.